Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường, vai trò của mạng lưới kho vận đã trở nên quan trọng và là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với ngành thương mại điện tử. Để giúp đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả hơn trong việc vận chuyển giao hàng, đồng thời hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, nhanh hơn, Shopee đã đầu tư phát triển về kho hàng trung chuyển. Mới đây, Shopee lựa chọn khu công nghiệp Củ Chi để đặt kho hàng thứ ba. Đây là cái vị trí rất là thuận tiện trong vấn đề giao thông, giao nhận hàng hóa là 24/24, không bị cấm tải vào giờ cao điểm. Và thứ hai là nó cũng tạo điều kiện rất là nhiều để cho vấn đề dịch vụ Shopee Express của chúng tôi cũng như các đơn vị vận chuyển khác. Cái tiếp theo là ngoài những cái yếu tố trên thì cái vấn đề là hiện tại là chúng tôi đang tập trung vào cái khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long rất là nhiều. Thì cái điểm này là cái điểm rất là thuận tiện để giao hàng đến những cái khu vực này. Việc tối ưu hóa hệ thống kho bãi đã giúp người bán, các thương hiệu có thể phân phối hàng đến tay người dùng với tốc độ, độ tin cậy và hiệu quả cao. Đồng thời, mang đến cho người mua những trải nghiệm mua sắm trực tuyến nhanh chóng, an toàn. Đây cũng là cách Shopee tạo lợi thế cạnh tranh cho mình trên thị trường ngày càng phát triển sôi động.